lên trận đấu các bạn Trung Anh Tùng làm mà trọng tài. Rộng ra chút nào các bạn ơi. Trung tâm trận này bình tĩnh các bạn ơi.
Thôi. Sau màn này anh em ra tay uống nước giao lưu nhé. Ban tổ chức xin thông báo là sau trận này là sẽ là một trận nữa là trận cà phê giao lưu. Rồi, này. Tài tình. Hai bạn bắt tay nhau cái. Bắt tay nhẹ nhàng thôi, không có rút rồi. Không có tiến bóng. Tập trung vào đây.